mình phải sống như những mùa hè năm cũ, để con nước nhỏ dẫn chúng ta ngược về thời gian, dưới vô tận tinh không, nơi những tháng ngày ôm mối mơ không dám nói, để ta thả những tâm tư bí mật lên những tầng mây, bởi rồi tụi mình sẽ mỗi người mỗi nẻo. Chuyện ngày hôm qua rồi cũng thành câu chuyện cũ, xếp lại trong trang giấy bị bỏ quên. Lễ bế giảng là chào cờ, thầy cô đọc phát biểu, hát văn nghệ. Phát biểu của học sinh khối 12, khúc này là chụp Thủy với Thiên nè. Còn gì nữa nhỉ? Được ta. Để tôi thấy. Ok lắm nha. Mày có sao không Thủy? Thì tụi mình cúp môn cụ bí giảng được không? Bình thường đi học thì mày không cúp. Sao đi hôm nay đâu cúp vậy? Tao không muốn gì lễ bế giảng. Nhưng mà ngay cái áo lễ mày cũng đã mặc rồi, lát nữa mày còn phát biểu trước toàn trường kìa. Có sao không Thủy? Rồi tao hiểu rồi, đội này mày lại lo lắng tới bác Hoảng rồi đúng không? Giống như hồi mày sắp tham gia sếp đúng không? Hay là tụi mình đi đâu khác? Đi đâu cũng được, trừ trừ mình ra. Cũng được, nhưng mà mình cố báo ông Thi một tiếng. Phải làm sao không có hai người này đây? Chúng mày định đi đâu à? À, rồi. Ok. Ok. Triều Thụy, tao ở đây này. Thụy bé bỏng của tao đã khỏe hơn chưa? Tóc của mày, đồ hiện tại, bộ máy mày thả sức cho mày rồi hả? Chị lớn quá ta. Mà trông được không? Được á, thì được á. Mà bữa nay mày tính xóa luôn hả? Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Mà chúng mày tính đi đâu chưa? Chưa nữa. Ban đầu á, tao với Thủy tới đi vòng vòng quận nhất, quận 3. Nhưng mà... Thủy, mày tính đi đâu không? Đi đâu cũng được, trừ trường mình ra. Hay là tụi mình... Tụi mình đi đâu đó xa xa đi. Thiên, hay là qua bên kia hỏi thử coi.
Đây nhá. Có 3 chuyến xe đi chuyến dài. Xe số 13 thì đi ra Củ Chi, 616 thì qua Đại Nam, 08 với cả 58 thì đều ra làng đại học, 150 thì qua Đồng Nai, Vũng Tàu. Ủa, vậy rồi quý vị muốn đi đâu ạ? Đằng nào thì mình cũng chờ xe ở đây rồi. Hay là xe nào tới trước thì mình đi. Chào bác ạ, bà sao chả ạ? Bà sao chả? Dạ con gửi chú ạ. Sao vậy? Ừ, thì chắc lại đang lo. Gần 7 giờ rồi mà không thấy tao với Thụy. Lo vậy sao mày còn bỏ đi? Thì tại lo mày đi á. À thế à? À thế làm sao mà? Hai đứa bay có thôi đi không? Tao còn sợ ở đây. Thì bởi mới nói là học sinh giỏi như hai đứa bay á, thà học kém như tao một chút á cho khỏe, đúng không? Đỡ ba cái phát biểu ủy mị tao nghe mà nhức đầu. Mà thời gian cho nhanh thật, mới đây đã xong 3 năm cấp 3 rồi. Mới đó mà sắp thôi là học sinh rồi. Còn bây giờ chỉ sẽ làm người lớn hết rồi còn gì nữa. Nghĩ lại 3 năm cũng dài thật. Nhưng mà có hai đứa bay thì nó ngắn lại hẳn ha. Tao nhớ năm lớp 10, tao không ngờ là được chung với hai đứa bay. Một người á thì tập lắm tầm ngầm, đột xuất cái du học. Một người á lớp bị tức toàn trường. Nhưng mà đến lúc thầy cô kêu hai người lên á thì trốn mất tiêu. Ý mày là sao? Thế của tao á là rất là vinh hạnh khi được chơi chung với hai đứa bay. Vâng vỡ như cái gì á. Mà đợt thi, nhìn báo. Hả Thiên? Ừ, bắt phải có văn vở á.
Thiên. Mày đón thử coi khi nào mẹ mày gọi. Ôi, đừng có chùi chứ ba. Thì kiểu gì mẹ mày chẳng gọi cho mày. Nhất là cái cảnh mẹ mày xem mày phép biểu trước toàn trường kia. Vậy mày thử hỏi bản thân mình xem bao giờ lớp trưởng gọi cho mày. Rồi hôm nay nữa, mày còn là phó nháy cho lớp nữa. Thôi mày đừng có nhắc con Phương nữa. Nó giữ như bà chặn vậy đó. Phương có giữ đâu ba. Đúng là người yêu trong mắt lúc nào cũng hòa tây thi. Nếu nó không giữ thì chỉ không giữ với mình mày thôi. Nó, tụi bà thấy chưa? Mới nhắc bà Thảo Thảo tới nè. Ừ. Alo, ông đang trốn ở đâu rồi hả chị? Tôi... Hôm nay tôi có một bữa trời nữa ơi, nha. Rồi ảnh cuối năm của lớp ai chụp? Rồi Thủy Yên Thiên đâu? Sao lần nào có rắc rối vậy hả? Cũng là ba ông dính nhót vậy. Vậy thôi nha. Cúp cái gì? Giải thích cho tôi nghe cái coi. Dạ con nghe nè mẹ. Con không muốn phát biểu gì hết. Sau những gì mẹ nói hôm qua, bây giờ phát biểu còn ý nghĩa gì nữa? Phương có chuyện muốn nói với mày nè. Alo, anh nghe nè. Ừ. Phương nói mày hả? Ừ, Phương nói là mẹ của thằng Thiên chửi sùm trong cánh gà luôn. Tao cái chắc luôn là cái sổ khuyên của nó xăm mình rồi lại nhuộm tóc giấu mẹ nó. Ở đây là ở đâu vậy chú? Long Hải Vũng Tàu đó mấy đứa. Thủy, Thiên, tới nè. Những vết thương tình cũ. Thì cuối cùng này á, tôi chỉ muốn hai đứa bay ở bên cạnh. Mà trời vừa hơi dương, còn vương trên cành lá. Để mỗi sớm mai khi thức dậy, còn mơ mai để nắng trên vai. Tim đập vì cái gì cơ? Hồi đó
có chịu một chút. Cho tôi xin lại.